漫天飞舞，我在踌躇该不该停下脚步，怕你义无反顾爱得太辛苦，从来不给自己留一点退路。我不怕辛苦，只怕留不住你掌心残留的温度。如果天要我背负一辈子的孤独，我只想chúc mừng. Dạ xin chúc mừng. Cảm ơn các vị. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn. Xin mời. Dạ. Mời cảm ơn nhiều. Dạ xin thất lễ. Chào chuẩn bị. Xin mời. Cảm ơn nhiều. Dạ xin thất lễ. Dạ. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Chào. Xin tiếp đãi khách giùm tôi. Dạ cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Xin mời, xin mời. Tự nhiên. Tự nhiên ha. Cảm ơn. Đây phu nhân chúc mừng bà. Chưa tới 10 ngày ông tới đây làm gì? Thời gian 10 ngày gấp rút, đây phu nhân còn lo cho chuyện hôn nhân nữa. Tôi nghĩ thân gia của Giang gia nhất định hùng hậu lắm, cũng không coi trọng chút ít tiền của đâu. Chỉ bằng về điểm này tôi cũng phải nên chúc mừng bà. Đại phu nhân à, bà nói có phải không? Chúc mừng thì không cần, đừng làm phiền tới tân lang tân nương là được. Ngày mốt gặp ở Thủy Nguyệt Am, không thiếu ông một xu nào hết. Được, đại phu nhân thiệt là một người sảng khoái. Nếu là vậy, tôi không có làm quấy nhiễu bà. Đại phu nhân, xin chào. Thiệt cực khổ cho ông. Công chào. Tần người tới ngoài kia rồi kìa. Tần người đã tới. Cầu là đón tần người đi. Tần người đã tới. Dạ, tần nương bước vào cửa đại cát đại lợi. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Đã lâu lắm rồi, sao Đỗ Yên Lan vẫn còn ở trong Thủy Nguyệt Am? Bản chất của cô không xấu, tại sao lại không thể được? Tuyệt đối không thể được.
Trước kia nó đã có phu quân, bây giờ lại là quả phụ. Nếu Triều Tông có quan hệ với nó, Thẩm gia của chúng tôi sẽ là trò cười của thiên hạ. Thẩm lão phu nhân, danh dự thì quan trọng tới vậy sao? Đáng để bà hết lần này lần nọ hy sinh hạnh phúc của người ta để có thể đổi lấy về cho mình. Danh dự của tôi không thành vấn đề, quan trọng là danh dự của Thẩm gia và danh dự của Triều Tông. Thôi được, nếu như bà kiên trì như vậy, tôi sẽ khuyên Lan Yên thêm nữa. Nhưng mà Lan Yên, nó rất là kiên cường, tính tình giống như Triệu Tông. Tôi sợ phu nhân nếu mà cứ tiếp tục kiên trì sẽ trở thành một bi kịch không thể nào cứu vãn. Tôi mặc kệ, tôi chỉ dùng nỗi lòng của người mẹ để giúp cho con của tôi. Dù bây giờ nó không tha lỗi cho tôi, sau này nó làm cha mẹ người ta sẽ hiểu nỗi khổ tâm của tôi. Hy vọng bà đừng có làm tôi thất vọng hết lần này tới lần khác. Kìa. Ở đâu? Hồi nãy lúc tôi hay nắm tôi đã thấy. Ờ. Là hồi nãy rõ ràng còn ở đây mà. Tại sao bây giờ lại mất tiêu? Lúc nãy thật sự ở đây, khẳng định là vậy. Người coi nè, chỗ này có dấu vết bị người ta di chuyển. Lúc nãy xác chết nhất định nằm ở đây. Con cát này vừa mới trải lên để mà che đậy dấu máu, vậy đủ chứng minh xác chết đã bị người ta di chuyển. Các người đi khắp nơi kiếm thứ coi có manh mối gì không. Dạ. Lan Yên, lúc nãy có phát hiện xác chết, có thấy gì nữa không? Dạ không. Dân đại ca. Dân đại ca, Quỳnh thấy tôi ở chỗ này có nguy hiểm hay không? Không đâu, ta sẽ phái thêm người tới đây đi tuần ngày đêm. Cô yên tâm, đừng sợ. Nếu Triệu Tông ở đây thì tốt biết mấy. Có cần ta báo cho anh biết không? Dạ không cần. Ảnh đâu có phải là hộ diện, Quỳnh nói với ảnh chỉ khiến ảnh nghĩ dơ dẫn. Vậy cô cẩn thận. Quản thúc. Dạ đại thiếu gia. Tôi đã có xong. Được. Quán thuốc. Lan Yên ở tại Thiểu Nguyệt Âm cả tháng mấy rồi hả? Dạo này cậu không có được tỉnh táo, cùng lắm cũng chỉ là mười mấy ngày. Mười mấy ngày? Vậy mà tôi cảm thấy thì là quá lâu. Là do cậu quá như nhung cổ thôi. Quá nhớ nhung. Không nhớ nhung được hay sao? Nếu nhớ nhung thì đi kiếm cổ. Lĩnh Dương, Thủy Nguyệt Âm xảy ra án mạng, Lan Yên rất cần có người. Thiếu gia, lão phu nhân có nói là cậu không thể đi đâu được. Lan Yên cần có tôi.
Ây da. Lan Yên, cô không nhìn lầm người. Thẩm Triều Tông thiệt là một người đàn ông có thể gửi thác chung thân. Không phải Dân đại ca kêu tôi tới đây chờ, tại sao tới bây giờ vẫn chưa thấy người? Lan Yên. Triều Tông. Lan Yên. Sao lại là huynh? Thủy Nguyệt Âm sẽ ra án mạng mà mình cũng không chịu nói, làm cho huynh hết hồn. Vì mụ sợ huynh lo lắng, lại sợ huynh nóng nảy. Nếu chúng ta dính thêm một tội trạng không giữ được tộc quy, thì sau này không thể ở chung với nhau. Không có. Có huynh ở đây không đâu. Nhưng huynh không thể để muội ở lại chỗ này nữa. Huynh phải danh chánh ngôn thuận để mà thành thân với muội. Huynh làm sao mà cưới muội? Sự trừng phạt của chúng ta vẫn chưa phạt xong. Cách là do con người nghĩ sao? Muội hãy chờ huynh. Huynh sẽ tìm cách nhất định cho muội một danh phận. Muội hãy chờ huynh. Triều Tông. Triều Tông. Sao thiếu gia không ở lại trong nhà, chạy tới tư đường làm cái gì chứ? Cậu làm gì đây? Tộc trưởng, Triều Tông có chuyện cầu xin ông. Đứng lên rồi nói sao? Không được. Nếu tộc trưởng không chịu hứa thì Triều Tông sẽ quỳ ở đây mãi mãi. Lần trước ở tổng tự đường, Triều Tông đã thúc lời bất kính, là vì tôi thấy nóng lòng không có thể khống chế. Cũng may tộc trưởng không nhớ chuyện cũ, mới cho Triều Tông và Lãng Yên có cơ hội làm lại từ đầu. Cậu hiểu là tốt rồi. Đứng dậy đi. Như vậy cũng đủ thấy tộc trưởng không phải là người không có tình cảm. Nên Triều Tông, tôi gan ở trước mặt thỉnh cầu, hy vọng có thể lấy Đỗ Lãng Yên làm nương tử. Không thể được. Nếu tôi hứa với cậu thì tộc quy đâu còn sức ràng buộc nữa chứ. Thật ra tôi kêu cậu tới Thủy Nguyệt Am chỉ là cái kế tạm thời thôi. Chờ chuyện này dịu xuống rồi mọi người quên hết, hai người muốn làm sao cũng được. Tội tình gì phải gấp gáp nhất thời. Nhưng Thủy Nguyệt Am xảy ra án mạng, tôi thật tình không có yên tâm. Vậy hơn nữa, lấy cậu hay không là chuyện của gia đình tôi, cho dù dân làng có ý kiến cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Nếu tộc trưởng có thể khoan hồng rộng lượng, tôi tình nguyện quyên tiền thêm coi bệnh miễn phí cho dân làng. Ông thấy thế nào? Cậu thiệt đúng là một tên si tình hiếm có. Nếu như tôi không hứa với cậu, tôi thì không có tình người. Vậy đi, cưới ra cưới, đừng làm quá phô trương, âm thầm dẫn cổ về nhà thì được rồi. Cảm ơn tộc trưởng. Cảm ơn ông. Mẹ không đồng ý. Mẹ à, từ nhỏ tới lớn con không hề cầu xin mẹ chuyện gì, nhưng mà lần này con không thể chịu ý của mẹ nữa. Con đòi thành thân với đàn bà đó, con muốn Thẩm gia làm trò cười cho cả cái trấn này, trừ phi là mẹ chết. Mẹ, nếu con không lấy được Đỗ Lăng Yên, nếu con thất tính với cũ thì con sống cũng không bằng chết. Không được, không được, không được. Con nói cái gì mẹ cũng không hứa. Mẹ, nếu là như vậy xin thứ lỗi cho con bất hiếu. Con muốn đi. Mẹ, ân tình của mẹ Triều Tông kiếp sau mới đền đáp. Nè, không được đi. Mẹ. Thôi được, thôi được. Mẹ hứa với con, mẹ hứa với con, vậy có được chưa? Mẹ, mẹ, con cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ.
Bà hãy chết tôi. Bố tôi đã chết, không phải lỗi của tôi. Tôi sẽ không tha cho bà đâu. Là ông làm ra cho đấy. Chết tôi. Giết bà. Tôi giết bà. Thỉnh an với đại phu nhân. Cái chiêu mèo khóc chuột này chỉ là vô dụng. Tiền đâu? Không cần gấp. Nè, uống ly trà cho thấm giọng trước đi. Ly trà này có độc. Giang Vũ Bình tôi không phải là loại người này. Chúng ta đừng có nói những chuyện dư thừa nữa. Tiền đâu? Đếm kỹ lại đi, không thiếu con một xu nào hết. Tiền có độc. Hey, Giang Tiểu Bình này xưa nay không bị người ta uy hiếp, lần này là ông tự tìm đường chết thôi. Tôi phải chết chung với bà. Ngươi làm gì? Tôi hỏi bà mua túi thơm không? Không mua, tránh ra đi. Không mua thì thôi, làm gì dữ vậy? Nè, thế tôi qua bên đó mua đồ. À. Thiệt tình. Quản thúc. Giang đại phu nhân. Chuyện gì? Gia đình của ông làm hỷ sự. Dạ, đại thiếu gia cưới tam phu nhân. À, không biết con gái nhà ai mà có phước quá vậy? Thì chính là Đỗ Yến Lan đó. Bà là người nhà, nói cũng không có sao. Thiếu gia có cân giận không có được nói. Tôi vậy ha. Tôi cứ ngày lo đêm sợ. Các người tốt thiệt, quả nhiên là đăng đường lập thất. Thẩm Triệu Tông, Đỗ Lan Yên, tôi không để cho hai người đắc ý đâu. Lan Yên, ngày mai thì cô sắp thành thân, chúng tôi nhớ cô lắm. Tôi cũng vậy. Hay giờ các người làm gì mà đau lòng dữ vậy? Lan Yên lấy chồng rồi cũng có thể về thăm chúng ta mà, phải không? Đương nhiên. Thật ra tôi đã coi chỗ này như là nhà của mẹ tôi. Nè, là cô nói đó, không có đừng nhớ về thăm tôi nha. Tôi biết. Hai vị cứ yên tâm, tôi biết bà. Không có sao, tôi nhớ. Lan Yên, coi nè, ta hãy nắm giùm cô. Nè, đừng bỏ mua lên. Tại nắm sao? Này có độc đó. Bây giờ cái lãnh đề ca này nắm độc mà cũng hái em qua đây nữa.
Lan Yên, có sao hay không? Tôi không sao. Sư tỷ chỉ. Không gì đâu, ta sẽ xử lý. Lúc nãy người đó cứ nhìn cô, hình như muốn hại cô. Là ai muốn hại tôi? Ta cũng không biết. Lúc nãy thì các xác chết đó, bây giờ thì ám sát. Ta nghĩ các câu chuyện không phải đơn giản. Lan Yên, tạm thời cô đừng trở về Thủy Nguyệt Am. Vì an toàn của cô, ta muốn cô giả chết. Giả chết? Xin lỗi. Sư Thái, thành thật xin lỗi, là ta thất chức. Ta không coi chừng Lan Yên cho đàng hoàng. Lan Yên, Lan Yên, Lan Yên. Thẩm thiếu gia, Lan Yên cô nương đã chết rồi, xin cậu đừng quá đau lòng. Không phải, cô không phải là Lan Yên. Cô không phải là Lan Yên. Lãnh Dừng, Lãnh Dừng, hãy nói cho tôi biết đi, cô không phải là Lan Yên. Lan Yên đang ở đâu? Cô đang ở đâu hả? Nói đi. Là Lan Yên. Lan Yên, mùi nói chuyện với huynh thôi có phải không? Là mùi gạt huynh. Lan Yên à, Lan Yên à, Lan Yên à, sao mùi đem trò này ra giỡn với huynh chứ? Lan Yên, Lan Yên. Lan Yên, huynh sẽ đưa muội về nhà. Huynh sẽ đưa muội về nhà. Lãnh hội diện, hình như chúng ta thiếu một người. Vị sư thái đó bây giờ đã bị thương, ta đã kêu người đưa bà xuống núi để trị liệu. Nè Lan Yên, cô muốn đi đâu? Tôi lo cho Triệu Tông, tôi muốn nói với ảnh tôi vẫn chưa chết. Ngồi xuống đi. Nè, bây giờ người muốn giết cô, chúng ta chưa biết là ai. Nếu tin của cô giả chết bị lọt ra ngoài thì rất dễ xảy ra chuyện. Thẩm Triệu Tông là nam nhi đại trượng phu, ảnh biết tự lo cho mình, cô không cần lo cho ảnh. Nhưng mà ảnh... Đừng có nhưng mà nữa, bắt được hung thủ sớm một ngày thì cô có thể sống hạnh phúc sớm một ngày. Nếu như không, ngày nào cô cũng lo sợ. Những chuỗi ngày này cô sống cách nào đi? Ta có thể bảo đảm với cô, Thẩm Triều Tông tuyệt đối không có chuyện gì. Đại ca, tủ lầu quán trọ kỹ viện tất cả đều kiểm qua, không phát hiện ai khả nghi. Ta đã vào cánh tay của hắn bị thương, ngươi kêu cái đám huynh đệ tung tin ra ngoài, nói là trong móng tay của ta có kịch độc. Nếu ai bị ta quà bị thương thì không thể sống qua 7 ngày. Còn nữa, thuốc giải chỉ có một mình ta có. Dạ đại ca. Lần này ta sẽ bắt ba Tông Chinh. Đ-
Lan Yên, số của chúng ta đã được sống chung với nhau. Mùi coi, đây là phòng qua chúc của chúng ta. Rốt cuộc chúng ta đã thành thân. Mùi có vui hay không vậy? Bắt đầu từ hôm Quynh quen biết với Mùi, Quynh tự thề với mình, Quynh sẽ cho Mùi có hôn lễ tốt nhất. Nhưng mà Quynh đã làm không được, Quynh thiện tình làm không được. Mùi có tha lỗi cho Quynh hay không? Mùi có tha lỗi cho Quynh hay không? Triệu Tông, con hãy ra đây, con đừng có hù mẹ. Hả? Đúng rồi, dù sao cũng nên lên tiếng đi, để cho chúng tôi được yên lòng. Lan Yên, họ không thể hiểu được tình cảm của chúng ta. Tình cảm của chúng ta không cần bất cứ vật gì. Mũi đi rồi, mang theo linh hồn của Quynh đi luôn, còn lại chỉ là một cái xác không hồn, một cái xác vô dụng. Triều Tông, người chết không thể nào sống lại được. Ây da, ông đừng có nên không biết suy nghĩ. Triều Tông, Triều Tông, con không sao chứ? Mẹ, mẹ hãy nói quản thúc an bài hôn lễ giùm con. Chờ hôn lễ xong, con sẽ đích thân an táng cho Lan Yên. Được, con nói sao thì cứ vậy. Các người hãy trở ra đi. Nè, thôi được, cứ để nó yên tĩnh, đừng quấy rầy. Cô có tin tối hôm nay Triệu Tâm nhất định sẽ tới gặp tôi không? Nhưng mấy hôm nay hay già, mấy ngày nay người quá đông đảo, tôi không có cơ hội để giở trò. Bây giờ người ít, cô hãy coi đây. Bây giờ trong lòng ảnh thấy không vui, ảnh cần thôi ở bên cạnh ảnh. Hay già, muội muội, bộ tôi ăn cơm muội ăn không được no à? Tới đây để ăn canh bế môn hả? Thật ra là ai ăn cũng vẫn chưa biết. Nè, làm gì? Cô làm gì? Đại phu nhân muốn đi chỗ này, làm tiếp mà muốn dành với đại phu nhân. Bà có biết quy luật hay không? Thì đúng. Hồi nãy thật sự muội không biết quy luật. Nè, đại tỷ, hãy đi đi. Tao nói cho mày biết, cho dù tao không biết quy luật, không tới phiên con hầu mày dạy tao, hai tát tay hôm nay là cho mày một bài học thôi. Sau này nếu còn dám ra lời bất kính với tao, coi tao xử mày thế nào. Nè, nè, muội muốn làm phản hả? Ngay cả người của ta muội cũng dám đánh. Đánh chó phải coi mặt chủ chứ, đừng hiếp người quá đáng. Đại tỷ, có muốn nuôi chó cũng đừng có thả chó ra cắn người ta. Chuyện gì, không phục hả? Cứ đi kiếm mẹ xử lý cho mình đi. Thôi bỏ qua,
đối với một người đàn bà giữ phòng trống mấy lâu nay mà nói, lâu lâu nổi giận thì cũng đúng mà. Ây da, tôi hả, không tính toán với cô đâu. Mình đi. Không giữ phòng trống thiệt. Không lẽ đại tỷ cũng như vậy? Ây da, nếu đại tỷ không phải như vậy thì có vấn đề lớn ghê lắm. Một mình Triệu Tâm ở đây đã một thời gian dài, bộ phận của đại tỷ đã có người khác hay sao? Ây da, vậy tức là Tư Tình, Tư Tình sẽ bị thả xuống dưới sông đó. Ây da, cái con Xuân này, phòng của tôi thật sự không có người khác. Nhưng mà tối nay thì khác đó. Chúc đại tỷ kỳ khai đắc thắng. Cảm ơn. Triều Tông, Triều Tông, mau mở cửa cho tôi. Triều Tông, mở cửa đi. Tôi đã có nói, tôi không muốn gặp mặt ai hết. Ây da, muội thì khác mà. Muội là chánh thất của huynh, muội phải chăm sóc cho huynh. Triều Tông, ra đây gặp muội đi. Hơn nữa hôm nay muội ăn mặc rất là đặc biệt. Ấy, huynh ra đây gặp muội đi có được không? Triều Tông, Triều Tông. Ây da, Triều Tông, huynh tối ngày cứ không ngó ngàng tới muội, mẹ thì cứ trách muội hoài. Mẹ trách muội chăm sóc cho huynh không có được chu đáo. Huynh nói coi, muội đứng ở chính giữa thiệt là khó xử. Triều Tông, Triều Tông ạ. Ây da, Triều Tông ạ, mau mở cửa, mau mở cửa đi. Ây da, nếu huynh còn không ngó ngàng tới muội nữa thì muội sẽ chết cho huynh coi. Muội sẽ chết nè, muội chết cho huynh coi. Cô Trân à, cô ra để ta chết, để ta chết. Chết lại, cứ để cho bà chết. Bà chết rồi Thẩm Gia sẽ làm lớp tao của bà lòng trộn. Triều Tông, sao lại đối với muội nhẫn tâm quá vậy? Triều Tông. Triều Tông, tiếp là Xuân Nê nè, mở cửa có được không? Cô cũng cút đi. Ây dồ, ây dồ. Triều Tông à, tiếp biết là chàng nhớ Lan Yên lắm và cũng rất đau lòng. Không phải tiếp muốn chàng gặp mặt bất cứ ai, tiếp chỉ muốn tới đây kể cho chàng nghe những chuyện lúc Lan Yên còn nhỏ. Tiếp nghĩ nếu mà chàng nghe rồi thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Tiếp sống chung với cổ từ nhỏ tới lớn, tuy rằng không có coi nhau như là tỉ mùi ruột, nhưng mà ít ra chúng tôi cũng trải qua rất nhiều chuyện thú vị rồi. Triều Tông, không lẽ chàng thì không muốn nghe sao? Sao tôi cứ chọi không lại nó? Đại phu nhân đừng có giận, nhị phu nhân chỉ là mượn qua kính Phật, sẽ đắc ý không có lâu. À, người nói coi, Đỗ Lan Yên nó có cái gì mà Triệu Tông mê đã đến nỗi như vậy? Không hiểu. Hả? Một người đàn bà nếu muốn quyến rũ một người đàn ông thì có nhiều cách ghê lắm. Ây da, cũng là tại cha của ta thôi, sanh ta ra là tiểu thơ thiên kim gì, luôn cả quyến rũ đàn ông bằng cách nào tôi cũng không biết. Tối ngày cha ở trong nhà chính bớt không ra khỏi khuê phòng. Nhận nhận hả? Người nói đi, cuộc đời của ta còn có hy vọng gì nữa đây? Đại phu nhân, bà đừng có gấp quá. Nếu như bà có lòng, bây giờ học cũng chưa muộn. Bây giờ học? Ta theo ai để học đây? Chỉ nói mẹ thôi, mẹ là một quả phụ, ngày nào cũng chỉ biết tịnh tâm quả dục gì đó. Còn cái con quấn xưng nê gì đó nữa, nó biết nhưng mà nó cũng không có dạy cho ta. Nếu theo người bên ngoài học vậy thì càng không được. Nếu người ta biết ta bị thất sủng thì sau này làm sao gặp bạn người ta nữa đây? Ấy, hay là chúng ta đi kiếm người quen có Đỗ Lan Yên đi, họ sẽ biết sở thích và cách trình diễn của bà.
và học thủ đoạn của bà quyến rũ đàn ông. Tới chừng đó thiếu gia còn không mê chết bà sao? Ây da, ây da, ý kiến này rất là hay. Người 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 còn đứng đây làm gì? Còn không mau đi kiếm. Triều Tông, ông nhất định sẽ thích tôi. Vì một người đàn bà như vậy đáng hay sao? Đây là chuyện của tôi, không cần cô phải lo. Bộ tưởng tôi không lo cho huynh sao? Là vì tôi không thể tự khống chế mình được. Có rất nhiều lần tôi đã muốn quên đi cho rồi, coi như tôi không quen huynh, không biết huynh. Nhưng mà những đêm nằm cô đơn một mình, mỗi mùa chuyện của chúng ta đều xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi thì khổ sở lắm, mà đâu có thể nào đối với tôi như vậy được. Đâu có thể nào được. Vì tôi chỉ có một trái tim. Lúc tôi đối với một người chung tình thì tôi sẽ phụ tình một người khác. Tôi đã nói xin lỗi với cô rồi mà. Không muốn nghe Quỳnh nói câu xin lỗi. Mình chỉ muốn Quỳnh yêu muội. Mình muốn Quỳnh yêu muội thôi. Tôi làm không được. Tôi làm không được. Nó đã chết rồi. Thì tim của tôi cũng đã chết. Nhưng mà người của Quỳnh chưa chết. Quỳnh còn muốn làm sao nữa? Hãy đi chết đi. Đi, đi chết đi, đi. Tôi không thể chết. Vì Lan Yên không có muốn tôi chết, còn muốn tôi sống cho vui vẻ. Nhưng mà không còn Lan Yên nữa thì tôi làm sao mà có hạnh phúc? Tôi làm sao mà có hạnh phúc? Hãy nghĩ tới muội, nghĩ tới việc chúng ta trước kia. Hãy quên nó đi, cứ coi như là một giấc mơ. Muội không có cần danh phận, không cần cái địa vị, không cần cái gì hết. Muội chỉ cần có huynh thôi. Xin lỗi, tôi làm không được. Không có sao đâu, muội có thể chờ. Muội nhất định sẽ chờ. Thiếu gia, chờ lát. Là gói này, cảm ơn. Cảm ơn. Đại thiếu gia, mấy chuyện này hãy để cho công nhân làm. Không có gì, dù sao tôi cũng không có chuyện gì để làm. Nè, khoan làm đã. Khiên cái này vô nguyên viên trước. Dạ được, dạ được, dạ được. Đại tôi, đại thiếu gia, cái này không có được đâu à. Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Từ từ đi. Nè, đem cái này bên kia, mà lên. Dạ dạ, được được. Này này nặng lắm. Bên đây cái phụ tay đi, phụ tay đi. Thiếu gia. Nè nè nè, ấy nè. Cho tôi. Mà lên, mà lên. Mà lên. Để cho tôi. Ây da, nặng lắm nha. Cẩn thận, từ từ, từ từ thôi. Ây da. Coi coi gì vậy? Cẩn thận chứ. Được. Cẩn thận đó, nè nè, cẩn thận. Bắt cái thang lên đây đi.
Đại thiếu gia, nghe tôi nói nè, cứ để cho tôi làm. Nhàn Nhàn, ngươi coi ta nè, tư thế của ta có đúng hay không? Đúng đúng, là cũng đừng dạy cho bà như vậy. Nhưng mà ta cảm thấy hình như không được tự nhiên. Đây là tư thế của Đỗ Lan Yên chứ không phải của bà, đâu có tự nhiên được. Hay giờ mỏi muốn chết luôn. Thật ra chừng nào Triệu Tông mới về tới? Bà ấy ráng thêm đi, thiếu gia sắp về tới rồi, để tôi ra ngoài coi. Mau lên đi. Hay giờ mỏi muốn chết luôn. Đại phu nhân, tới rồi, nè nè, coi kìa. À, dạ, nè, coi có được không? Dạ, được, 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 được rất là tốt. Triệu Tông, Triệu Tông à, Triệu Tông, Triệu Tông, Huynh không cảm thấy hôm nay tôi đặc biệt lắm sao? Bộ có bệnh à? Không có. Huynh không cảm thấy mùi giống một người lắm sao? Mùi theo mẹ học múa. Ây da, mùi đâu thể nào giống mẹ. Ê, Triệu Tông. Đại phu nhân, Đỗ Lan Yên nhất định không phải vậy đâu. Nhất định là cũng đừng gạt mình. Ta còn dùng chính ngân lượng mà còn phải học cả ngày nữa. Lần sau ta gặp được bà, ta nhất định cho bà biết tài. Ây da, ây da, thiệt là mỏi muốn chết. Đại phu nhân, để con đấm bóp giùm cho bà nha. Sao hả? Đã thấy đỡ hay chưa? Bây giờ cần cổ của ta mỏi quá. Được rồi. Đại phu nhân, có phải là bà muốn bắt chước giống Đỗ Lan Yên không? Cô lại. Là người bạn thân nhất của Đỗ Lan Yên lúc cổ còn sống. Cô lại muốn gạt tiền của ta nữa hả? Bà không cần trả tiền cho tôi. Bà hãy thử cái hộp phấn má hồng này. Nếu hiệu quả tốt, bà hãy vô rừng cây để kiếm tôi. Tôi có thể chỉ cách để bà giống như cũ. Thiệt hả? Lạ gì? Là ai? Sao mà quái lạ như vậy? Xuân Nghi, mau lên kể chuyện của Đỗ Lan Yên cho huynh nghe. Khoan gấp đã, nè, ăn chén canh trước đi. Ê, anh Tuyết đi rồi. Thế nào, đủ chưa? Nhiều quá rồi, nhiều quá. Ê, làm sao mà nhiều, tối xòa lạc quá, đâu có thấy, đâu có nhìn rõ. Nói cũng đúng. Phu nhân của muội thích Lan Yên chải đầu giùm cho bả, bởi vì Lan Yên chải đầu đẹp ghê lắm. Sao đó thế nào? Ăn hết chén canh trước rồi tiếp sẽ nói. Như vậy mới được. Sau đó còn chuyện gì nữa không? Sau đó phu nhân của thiếp đã tặng một cây trâm mà bả yêu thích nhất cho Đỗ Lan Yên. Hay à, thật không biết con Lan Yên này nó đã dùng cách gì khiến cho đại phu nhân yêu thích nó như vậy. Lan Yên, Lan Yên, tức là nói huynh thích. Thiệt tốt quá. Muội đã chừng ổ yến, hay là chúng ta đi ăn đi hả? Lần nào cũng đối với ta như vậy hết,
đại tỷ, nàng làm gì vậy? Lễ thăm mình chưa tới, sao lại chân diện kiểu này? Mất công tới chừng đó mà thì tỷ lại nhát không có được, nhưng mà người là bị tỷ nhát chết đó. Ta thích. Con làm được ta cái gì? Ta cảm thấy như vậy cũng đẹp lắm mà. Đẹp thì cứ như vậy đi. Hay giờ tôi cười tới chảy cái nước mắt luôn. Đại phu nhân, bà đừng có giận, thật ra chiêu này cũng có hiệu quả. Như vậy mà còn nói hiệu quả? Đương nhiên rồi, chứng minh đại thiếu gia thích cái hộp má hồng này. Kế đó mình phải vô rừng cây để tìm vị cô nương đó chỉ dạy. Hả? Đúng hả? Thiệt là đúng.